Kính thưa ban giám khảo, hôm nay trường tiểu học Yên Thọ chúng em xin phép được tham gia cuộc thi Chúng Em Với Văn Hóa Giao Thông với 3 phần thi. Mở đầu là màn chào hỏi. Đội của em có 7 thành viên với sự có mặt của bạn Nguyễn Trọng Khánh Duy. Bạn Hoàng Thanh Tùng. Bạn Nguyễn Kim Anh. Bạn Nguyễn Thanh Mai. Bạn Nguyễn Hoàng Duy. Và bạn Bùi Duy Khanh. Và em Nguyễn Thị Mai Anh, đội trưởng. Hôm nay đội thi của chúng em muốn mang đến thông điệp văn hóa giao thông cần nhiều cùng nhau thể hiện và điều bình an. Kính thưa ban giám khảo, hôm nay đội tuyên truyền an toàn giao thông của trường tiểu học Yên Thọ chúng em muốn mang lại hội thi tiểu phẩm Diêm Vương thời A Còng với sự tham gia của bạn Nguyễn Trọng Khánh Duy trong vai Diêm Vương. Bạn Hoàng Thanh Tùng, bạn Nguyễn Phương Hồng trong vai đầu trâu và mặt ngựa. Bạn Bùi Duy Khanh, bạn Nguyễn Thanh Mai, bạn Nguyễn Kim Anh và em Nguyễn Thị Mai Anh trong vai những con ma. Sau đây tiểu phẩm Diêm Vương thời A Còng xin phép được bắt đầu. Giới thiệu tà hầu thần nhất nhất của Diêm Vương, đáng nhẽ ra có hai người đầu trâu và mặt ngựa, nhưng đợt vừa rồi tinh giản biên chế nên còn lại mỗi mình em thôi à. Đấy là em ấy nhờ tinh giản biên chế cho oai, chứ thực ra cửu mặt ngựa vừa rồi bị nhiễm Covid, hiện đang cách ly chữa trị, hích thành ra có mỗi mình em thôi à. Dạo này trên trần gian các ngành đã tuyên truyền về luật an toàn giao thông ngày càng nâng lên, nhưng vẫn còn nhiều cái liên quan đến riêng của ta phải chia cá, chia thần, chia vùng xa xử. Hôm nay sẽ đến lịch sử các vụ án liên quan đến vùng Đông Triều. Và sau đây là vua, chủ tọa buổi sáng hôm nay, thập địa Diêm Vương, tứ đế Diêm Vương. Dạ mời Diêm Vương ạ. Dạ mời Diêm Vương ạ. Dạ mời Diêm Vương ạ. Làm gì thế không biết, kêu hoài không là bực hết cả mình. Làm gì mà lẩm bẩm thế? Tên quý châu ngựa kia. Ủa, Diêm Vương ra rồi đó. Hả Diêm Vương? Mọi lần con thấy ngài đi với lại mà. Lại ta đối bên, đi hoài một bên. Lần lần. Hi, Diêm Vương tỉnh nần quá. Dạ, đúng Diêm Vương, thần có mặt chậm trễ à. Ui mệt quá. Ủa, mặt ngựa? Sao? Ta tưởng ngựa đang ở trong chỗ cách ly chứ. Dạ, bấm Diêm Vương, thần đã chữa khỏi bệnh, sau đó cách ly 14 ngày nữa. Khi cách ly xong, thần chỉ một hơi về đến đây, mấy kịp đó ạ. Nhớ ông quá hả? Ông đi đâu mà lâu thế? Có 14 ngày thôi mà. Thôi, buôn chuyện thế thôi, vào việc đi. Hôm nay, các ngươi cho ta xử vùng nào, vụ nào, việc nào. Dạ, bấm Diêm Vương, hôm nay ta xử các vụ án liên quan đến vùng Đông Triều ạ. Vùng này nổi cộm. Dạ không ạ. Vùng này các ngành chức năng tuyên truyền về an toàn giao thông rất hiệu quả. An toàn giao thông ngày càng nâng lên, nhưng vẫn còn một số vụ hôm nay ta xử ạ. Đúng rồi, thôi đừng làm mất thời giờ nữa, quất luôn đi. Dạ vâng, cho con ma đầu tiên. Cho con ma đầu tiên ra chào. Oan con quá, oan con quá. Lín khóc hoài. Oan thì khóc. Thôi không lâu nhiều, có chuyện gì nói ta nghe, ta xử cho hết oan. Dạ bẩm Diêm Vương, như mọi ngày con đi chợ, con vừa dễ trái vừa quéo phải. Hôm nay con cũng vừa dễ trái vừa quéo phải. Tự nhiên cái dầm con xỉu luôn ạ. Người nó quẹo trái rồi quẹo phải là sao? Dạ là đi ngược chiều đó Diêm Vương. Vậy mà không chết mày lả lạ. Ta nhớ ở đó có cắm biển cấm đi ngược chiều mà.
Dạ bẩm Diêm Vương, luật cấm nào vậy? Nhưng người dân vẫn xem thường, phần thì oan, phần thì chủ quan, phần thì chăm cái tiện thấy. Vậy thì oan cái nữa gì? Hãy vì ngươi đi một vòng rồi quay lại cho đúng phần đường của mình. Không chịu, muốn cầu thả, nhanh lẹ. Dạ, nhà con thật chợ, đi đường vòng xa lắm ạ. Với lại mọi lần con cũng đi như vậy, có sao đâu. Bao nhiêu người cũng đi như vậy, có sao đâu. Tại số con đen như mực. Lại còn mấy lần nữa vi phạm luật giao thông đường bộ. Ngươi có biết luật giao thông đường bộ không? Dạ, con biết chứ. Biết mà còn vi phạm luật giao thông đường bộ. Ai cũng như ngươi, giao thông trên trần loạn hết. Muốn chạy như nào thì chạy hả? Xin Diêm Vương chạy cho con, Diêm Vương ơi. Tha cái gì mà tha? Ta phải xử nhà ngươi, để làm gương cho kẻ khác. Nghe ta xử đây, ta xử ngươi. Học lại luật giao thông đường bộ 1000 lần mới cho đi đầu thai. Nhưng không được làm người, mà làm cái biển cấm đi ngược chiều, để làm gương cho kẻ khác, rõ chưa? Dạ, rõ rồi Diêm Vương. Học đi! Dạ. Quan cái gì? Xem thường người khác? Lên! Làm sao Diêm Vương? Làm người kế tiếp. À, tiếng Anh cơ đấy. Dạ, vâng, chờ con mà tiếp theo. Nghe cái tên mà đã thấy ghét rồi. Dạ, bấm Diêm Vương, tên này là tên giả danh, siêu ngược ở trên trần gian. Khi bị công an bắt cóc kiểm tra, nên chạy trốn, chạy nhanh quá. À, chết ạ. À, lật xe. Chết ư. Đây cũng là một vấn nạn mà trần gian đau đầu, giá quân xử lý triệt để lắm. Người chở bao nhiêu tấn? Là bẩm có 200 tấn thôi ạ. Xe người cho phép bao nhiêu tấn? Dạ, có 20 tấn ạ. Gấp 10 lần cơ à? Xin Diêm Vương tha tội cho con ạ. Con có làm thế thì thôi có biết để kiếm gì mà. Lúc thì thu phí tiền đồng bộ, lúc thì thu phí, lúc thì tao. Im ngay, ngươi còn người biện, mặt ngươi đâu? Dạ. Vả lỗi cho ta. Lấy thì kêu này, lấy thì cái này, lấy thì ngu này. Chết tôi nói. Xin Diêm Vương tha tội con ạ. Tha cho ngươi à, tha cho ngươi. Để ngươi coi thường luật pháp. Cùng mày, người chưa cán chết ai, chưa gây ra tai họa thảm khốc nào, chưa tội người chết 200 lần còn chưa đáng. Dạ bẩm Diêm Vương, trên trần gian nhiều người như lửa lắm ạ, chở gấp mấy trăm lần, phóng nhanh vượt ẩu, chống đối phi hành. Trên trần gian người ta còn gọi là con khủng long sắt đó ạ. À, còn có câu về ra đường sợ nhất con tơ lơ, về nhà sợ nhất vợ không nói gì. Ngươi gì mà vớ cả vợ vào đây? Phu nhân mà nghe thấy đã chết cả nút bây giờ. Hi, con quên, mong Diêm Vương xử thật lãng tên tài xế này đi ạ. Ngươi yên tâm, quái văn xế. Dạ. Nghe ta xử đây, ta xử ngươi chết tương ngừng với số lần tải trọng mà ngươi chở, đồng thời áp dụng cực hình đã đè 200 lần, sau đó cho đi đầu thai nhưng không được làm người mà làm con đường để thấy nỗi cực khổ của con đường, rõ chưa? Xin Diêm Vương sấn xin còn mẹ chết một lần còn lăn như tương bẩn rồi. Đang là chết một lần còn gì là người ạ? Xin Diêm Vương. Ngươi mà cũng xứng đáng làm người cơ à? Lính đâu? Dạ. Mau lôi đi. Xin Diêm Vương. Xin Diêm Vương. Xin Diêm Vương. À, xin Diêm Vương. Ừ, đúng là cái đồ coi thường luật pháp. Tại cô ấy, tại mày ấy, tại cô ấy, tại mày ấy, tại cô ấy, tại mày ấy, tại cô ấy. Đầu trâu, mày đầu trâu. Chuyện gì mà la lối ầm như thế? Dạ, dạ, bấm Diêm Vương. Mày chỗ hai con mà đang cãi nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lính đâu? Mau cho họ vào. Vào đi. Tham kiến Diêm Vương à. Có chuyện gì nói tao nghe. Dạ, 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 Vương ạ. Để cháu nói trước. Để tao nói trước. Để cháu. Để tao. Thôi, thôi ngay. Con mụ, người đời rắc kia, nói trước. Ôi, Diêm Vương ơi, ôi, Diêm Vương ơi. Con khổ quá, con bận rộn tối ngày đi buôn đi bán để nuôi gia đình. Đang đi nó đâm dẫm một cái. Tối mặt tối mày, khi tỉnh dậy thì con đã thấy mình ở đây. Ôi, Diêm Vương ơi, là Diêm Vương. Được rồi, ta hiểu rồi. Mà ngươi đeo cái gì đấy trên người thế kia? Dạ, trên này ạ. À. Dạ, dạ bẩm Diêm Vương, đây là khẩu trang đó ạ. À. Mấy hôm trước con nghe dịch Covid,
Đà Nẵng, về Đà Nẵng, về Hải Dương. Thế là có ôm mấy trăm thùng hàng khẩu trang về đây bán kiếm lời. Cơ mà ế quá Diêm Vương ạ. À. À mà tiện đây còn biếu Diêm Vương một hộp cho Diêm Vương dùng đỡ ạ. À. Đâu, đưa ra coi. Dạ, dạ rồi. Lại chạy với tốc độ bao nhiêu mà ngươi đã đủ tuổi chạy xe mô tô chưa? Đợi mũ bảo hiểm mà phóng hết tóc con à. Mà cũng đầy đứa tuổi như con vẫn chạy xe vẫn khối đó thôi. Ủa mà lạ nhỉ, mình chạy chỉ có 70 km/h, chậm hơn mọi ngày mà vẫn bị va. Chạy nhanh thế không chết mày à lạ? Trời ơi, không chạy nhanh trễ giờ học có Diêm Vương ơi. Tham gia giao thông mà không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, không giảm tốc độ khi đi qua ngã ba ngã tư, gãy tay là chết người. Đó, đó, Diêm Vương xử nó quá đúng, quá chuẩn, đến vi khuẩn cũng phải gật đầu. Đó, đó, thấy chưa? Im ngay, nghe tác xử đây. Cả hai người đều vi phạm luật giao thông đường bộ. Ngươi chỉ vì cái sinh nhai mà buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường. Còn ngươi thì tham gia giao thông, không chấp hành các quy định, dẫn đến tai nạn, cái chết cho cả hai. Thấy hai người biết nói, ta sẽ cho phép hai người được đầu thai làm người. Nhưng ngươi bị khuyết một chân để cho nhớ một lần lấn chân xuống lòng đường. Úi úi, chân của con, nhưng mà mất một chân thì làm sao mà đi được hả Diêm Vương? Còn ngươi, cười cái gì? Cho ngươi khiết một tay phải, để ngươi không bao giờ có cơ hội lái xe. Đồng thời, cho ngươi bị chọc đầu, để mỗi lần ra đường, phải nhớ đến mũ bảo hiểm. Úi, tay của con lại còn chọc đầu nữa, như vậy thì xấu xí lắm Diêm Vương ạ. À. Xí là ma của đời đẹp. Chưa hết, hai ngươi còn phải học, hiểu luật giao thông đường bộ, tuân thủ cho đến khi hết thời hạn. Sao kỳ vậy Diêm Vương? Kỳ cái gì mà kỳ? Thôi thôi, Diêm Vương xử như thế này là được rồi. Chứ ta thấy mấy người ở ngoài kia có được đầu thai làm người đâu. Ừ đúng rồi nhỉ. Cho lui. Dạ. Ồ yeah. Đúng quá ha. Dạ. Dạ. Này, đầu trâu, mặt ngựa, qua vào vụ án vừa rồi ta thấy cần phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về luật an toàn giao thông đường bộ đến tất cả mọi tầng lớp, không kể già trẻ, gái trai, lớn bé, để họ hiểu, tuân thủ luật giao thông cho tốt, chuyển biến tốt. Mặc dù có kết quả tốt đấy, nhưng chưa bền vững đâu, vẫn còn nhiều yếu tố phức tạp lắm, vẫn còn nhiều chủ quan, vẫn còn tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm giao thông dẫn đến nhiều cái chết thương tâm như vừa rồi. Ngươi thấy không? Dạ, đúng Diêm Vương. Ở trên trần gian, các đội thanh niên tích cực tuyên truyền luật an toàn giao thông. Ngay cả các trường tiểu học trên địa bàn cũng đã nhiều hoạt động để tuyên truyền luật an toàn giao thông đấy ạ. Cái đó ta biết, nhưng cái chính vẫn là ý thức của người dân kia kìa. Làm sao để họ hiểu an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người, phía trước tay lái là người thân của họ. Dạ thôi, chưa rồi, mình nghỉ đi Diêm Vương. Ừ, chiều ta tiếp tục. Cái gì mà rầm rầm vậy hả? Dạ, bấm Diêm Vương ở dưới trường tiểu học Kiên Thọ tuyên truyền là an toàn giao thông đấy ạ. Đó, tốt lắm, hãy tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, chúng ta cùng đến xem hội thôi. Xin chào mừng các bạn đã đến với bản tin giao thông của trường tiểu học Yên Thọ, được phát sóng trên TV hàng ngày vào lúc 0 giờ xác định. Bản tin hôm nay gồm các tin chính sau: an toàn giao thông hiện nay đang có nguy cơ bị xâm lấn, thế lực thù địch với những vũ khí có sức hủy hoại, tàn phá khôn lường, chúng phá nền văn minh bằng những thủ đoạn vô cùng tinh vi, khó lường, bằng cách sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, làm nồng độ cồn trong người tăng lên chóng mặt. Nhưng
Một vấn đề đáng nhức nhối là tình hình dường như càng diễn biến phức tạp. Không cần rượu hay bia, không cần ổ gà hay đinh tặc, không cần các chất kích thích, vì ý thức một số người dân chưa được thực sự có ý thức khi tham gia giao thông. Nhưng có ai biết đằng sau những hành động vô nghĩa đó là sự trả giá quá đắt. Chết một cách vô cớ, vợ mất chồng, mẹ mất con, hay con bị mồ côi. Đến bây giờ ta mới hỏi, tại sao tính mạng con người lại bị cướp đi một cách bất ngờ, tàn nhẫn như thế? Cho đến khi biết tôn trọng mình, thì tất cả đã quá muộn. Tàu thường vẫn còn đó, mà tai nạn vẫn cứ tiếp diễn. Và chỉ trong 9 tháng đầu năm 2020, toàn quốc đã xảy ra 10.354 vụ tai nạn, làm chết 4.876 người, bị thương 7.609 người. Những con số vô cùng đáng báo động. Nguy hiểm hơn là chiếm số ít nhỏ là một số người giới trẻ ăn chơi, đua đòi, khiến tương lai của đất nước bị đe dọa trước những cuộc đua xe trái phép. Những mối nguy hại đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng công an giao thông đã phải làm việc không ngừng, luôn đặt sự lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, tạo thành điểm tựa vững chắc trong toàn thể nhân dân và người tham gia giao thông. Tất cả chúng ta đều trông thấy hậu quả khôn lường, trong khi những mất mát và không đong đếm được do tai nạn giao thông gây ra. Chúng ta hãy cùng cảm thương, đau xót, hãy sáng suốt và quyết tâm chống lại những biểu hiện vi phạm giao thông. Mỗi người hãy cùng có một ý thức tham gia giao thông để giữ gìn một xã hội tốt hơn. Chúng tôi thay vào trò trường tiểu học Yên Thọ, chúng ta hãy cùng chung tay góp sức xây dựng ngọn lửa của niềm tin và sức mạnh để xua tan màn đêm tăm tối của những đau thương và mất mát, góp phần xây dựng cuộc sống không còn tai nạn giao thông. Xin hãy ghi nhớ, văn hóa giao thông cần nhiều, cùng nhau thể hiện vạn điều bình an. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính thưa các thầy cô giáo, các bạn thân mến, như các bạn đã biết, đi khắp các nẻo đường gần xa, khẩu ngữ an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà, và hãy đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông như lời nhắc nhở cũng là lời cảnh báo với người tham gia giao thông. Hãy chấp hành các quy định để đem lại hạnh phúc cho mọi người và gia đình. Chiến tranh đã đi qua hơn 4 thập kỷ, nghèo đói đã từng bước được đẩy lùi, đất nước Việt Nam ta ngày càng phát triển. Nhưng tai nạn giao thông là mối hiểm họa vẫn luôn rình rập hàng ngày, hàng giờ trong đời sống mỗi chúng ta. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tai nạn giao thông đã trở thành một đại dịch của toàn nhân loại. Quả đúng như vậy, tai nạn giao thông là một trong những nguyên nhân hàng đầu của những nỗi đau mẹ mất con,
vợ mất chồng, con mất cha, ông bà mất cháu, những số phận thiệt thòi, những mảnh đời nghiền ngã mà không gì bù đắp nổi. Chỉ riêng ở Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2020, toàn quốc đã xảy ra 10.354 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.876 người và 7.609 người bị thương. Ước tính mỗi ngày có gần 30 người bị tai nạn giao thông cướp đi mạng sống, cùng với hàng trăm người bị thương tật suốt đời. Điều đó có nghĩa là mỗi ngày có hàng trăm gia đình Việt Nam phải gánh chịu sự mất mát khủng khiếp. Nguyên nhân gây tai nạn giao thông chủ yếu do uống rượu, bia, điều khiển phương tiện lấn làn, lấn luồng, không đội mũ bảo hiểm ở phần đường bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm, chở trên 3 người phóng nhanh vượt ẩu, không chấp hành các quy định, thậm chí chống người thi hành công vụ. Tất cả những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông đều bắt nguồn từ ý thức của mọi người. Nếu như ai cũng biết quý bản thân mình, biết tuân thủ luật lệ, biết nghĩ cho người lưu thông thì sẽ chẳng có những điều thương tâm và đáng tiếc xảy ra. Hãy cùng nhau thay đổi văn hóa giao thông, bắt đầu từ chính bạn. Hồi chuông cảnh báo luôn rung lên, nhắc nhở mọi người phải chấp hành giao thông vì sự an toàn cho mọi người và gia đình. Vậy chúng ta, nhất là những người trẻ, có suy nghĩ và hành động như thế nào để góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông? Trước hết, ta cần hiểu tai nạn giao thông là như thế nào. Khi tham gia giao thông trên đường, bất ngờ ta bị tai nạn giao thông do nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan. Nhẹ thì chỉ bị thiệt hại về tài sản, nặng thì bị thương tật suốt đời hoặc thậm chí là mất cả tính mạng, để lại biết bao nhiêu đau thương, tiếc nuối cho những người thân. An toàn giao thông là hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hãy chấp hành tốt luật giao thông để đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người xung quanh và chính mình. Để góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông thì mọi người đều phải chấp hành nghiêm luật giao thông, đi đúng tốc độ, đi đúng phần đường. Đi trên đường không nên ganh đua với người khác. Các bạn ạ, có văn hóa giao thông chính là sống vì cộng đồng. Hãy chấp hành tốt luật giao thông. Cuộc sống của chúng ta ngày thêm nhiều niềm vui, mọi người hạnh phúc, nhà nhà hạnh phúc. Hãy nhớ rằng an toàn là bạn, tai nạn là thù. Tuổi trẻ học đường với tư cách là chủ nhân tương lai của đất nước cần có những suy nghĩ đúng đắn và hành động để góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông, đem lại an toàn và hạnh phúc cho mọi người, gia đình và toàn xã hội. Và thông điệp chúng tôi muốn gửi đi hôm nay là bảo vệ trẻ em khỏi an toàn giao thông chính là bảo vệ tương lai của đất nước.